cây nhạc này vừa uống bia đấy, đúng không ạ? Là bia còn là tên là bia Việt nữa, đúng tinh thần người Việt rất tuyệt vời. Nếu này thì thời tiết có phải không thể ủng hộ chúng ta lắm thì không sao, từ đó là chuyện được. Thì nghĩ là nếu như mà hôm nay trời tiết còn đẹp hơn nữa, còn đông còn gấp 5, gấp 6, gấp 7 lần hơn này nữa. Bây giờ nhìn ở dưới tất cả mọi người, ai cũng đều có lon bia này, đều có lon bia trên này, thế còn đứng này hơi để lo nhỉ. Đã cổ vũ với nhau được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Việt đã để lại đằng sau cánh gà từ nãy đến giờ rồi, và được nghe rất nhiều những bài hát hay, tất cả những nhóm khác từ đầu chương trình đến giờ. Không biết là đến những phút giây này cuối cùng này, Việt là người mà hát gần như ca sĩ cuối cùng. Không biết mọi người còn năng lượng để cổ vũ chương trình thật bóng hơn nữa không ạ? Ok. Quay trở lại với bài hát ạ, vừa rồi là một ca khúc của sáng tác của Khắc Việt, một đứng hit song đã làm cho tất cả các bạn yêu thích bài hát này rất nhiều. Ca khúc từ mang đến bước vào nhau. Rồi bài hát tiếp theo ạ,
Bài hát tiếp theo, một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của Khắc Việt ạ. Rất nhiều những bài hát, nhưng bài hát này luôn luôn là một bài hát được rất nhiều các bạn yêu thích. Anh Khắc, hey, em Khắc ạ. Ok, ok. Xin cảm ơn người thân nhà. Nào, cùng với bài hát này ạ, thì xin mời tất cả người chúng ta cùng nóng lửa với nhau lên nhé nhau ạ. Được không nào? Em bắt tay đây. We'll be right back.
sân khấu không gian và tuyệt vời của Việt Trung ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, ba bài hát đã đi qua và tiếp theo bài hát tiếp theo. Bây giờ thì chúng mình mong muốn được hay đi hát karaoke không nhỉ? Có hát không ạ? Không ạ. Chúng ta bao giờ đi hát karaoke và đã từng hát bài của Việt rồi chưa? Có chưa? Bây giờ Việt sẽ được một bài hát, một ca khúc, một bài hát đã làm nên sự nghiệp của Việt rất nhiều năm nay. Bất kỳ lâu sân khấu nào, bất kỳ một chương trình nào khi nó vang lên, luôn luôn có những khán giả từ dưới hát cùng với Việt. Việt sẽ hát và quý vị sẽ im lặng, ok? Và khi nào Việt im lặng, xin mời tất cả quý vị hãy hát thật lớn một khúc này. Và khi nào nếu như mà có ai đấy mà người lớn tuổi hoặc là các bác cô chú lớn tuổi không thủ hạ, thì có thể la theo, một vỗ tay theo cũng được. Với yêu lại từ đầu. Xin cảm ơn rất nhiều. What?
sung quá để cho chương trình muốn được hát thêm một bài hát nữa. Quý vị có đồng ý không ạ?